Từ quý vị các bạn, bạn về hát Yêu Một Mình. Cái bài hát ngày xưa rất là hay phải không quý vị? Bài hát rất là tình cảm. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh quay con đường ngoài ô, vành thưa đèn dầu thắm, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đỡ đón chân em. Xóm xa anh còn trắng tay hoài, sách đèn lờ chưa rớt, lên lận đận chân chuyên. Đôi ta đưa đầu sống cuối sông, bao nhiêu cắt trở mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, biết ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm lưng hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây giang hoa đi lấy chồng. Đường quen bóng bay rỡ buồn tân, mỗi khi chiều rừng xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Bạn kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, tôi đành hẹn trong mơ. Hiểu các bạn đang nghe lại bài hát là Yêu Một Mình. Bài hát ngày xưa đúng là giàu, rất là giàu tình cảm. Cứ những đứa trẻ hay. Nhà thuốc đông y Bảo Lộc Đường chuẩn bị gửi cái sản phẩm chữa bệnh táo bón đi ra thủ đô Hà Nội. Từ trước đến nay rất là nhiều các bác anh chị em biết tới nhà thuốc đông y Bảo Lộc Đường bởi một số các sản phẩm có giá trị cao trong việc chữa bệnh. Thứ nhất là sản phẩm chữa bệnh táo bón kinh liên, thứ hai là sản phẩm chữa ho suyễn, thứ ba là chữa vôi gai thoái hóa cột sống, thoát vị đi đệm. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cắt trở mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, biết ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm lưng hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây giang hoa đi lấy chồng. Đường quen bông bay rỡ buồn tân, mỗi khi chiều rừng xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Bạn kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ.
ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Minh Cương cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe, vui vẻ, luôn cố gắng để đạt những thành tựu trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.